ông trời như là cái cây, cái thân cây mà lá rụng về cội, da là cái thân cây, cứ mấy nghìn năm ra cái đạo đạo Hồi giáo, đạo Do Thái giáo, mấy nghìn năm có cái đạo mới Ấn Độ giáo, rồi tới Phật giáo 2560 năm trước, rồi hôm nay đến sẽ có một thời vàng kim mấy nghìn năm sau, thì tất cả tôn giáo sẽ nhập lên một đạo Thiên Tâm, sẽ thống nhất tất cả các đạo trong tương lai để mình không còn thánh chiến nữa. Thì là như lá rụng về cội ý vậy thôi à. Tại vì đạo trời, hồi xưa mình ở nhà mình đó, mình ra sân mình lại cái lon mà mình đâu biết lại ai, cha mẹ hôm nay cha trời mẹ đất. Nhưng mà học Phật thì người Công giáo họ mới biết là có linh hồn mới tái sanh. Cái người Công giáo chiếm gần nửa quả địa cầu này mà họ không biết có linh hồn tái sanh. Người Hồi giáo họ cứ nghĩ họ giết người là thượng đế thưởng cho họ 500 cô gái đẹp, không có chuyện đó. Cho nên vừa không mất lòng ai hết, dung hòa mọi thứ, thì ở trên trời á, hội đồng chư Phật với thượng đế á, mới ra đồng ý là cho anh hộ xuống trần để mà lập ra cái đạo này, như là một cái truyền tin xuống vậy đó. Lá rụng về cội, về với chân của cha, về với mẹ. Cho nên cái đạo này sau này sẽ đổ hết tất cả thế gian này, đưa tất cả các quốc gia, các nguyên thủ quốc gia cùng đạo với nhau. Họ đâu có đi giành đất đánh nhau, không giữ nữa.